Rồi, chờ em tiếp tục thì em test thay đổi chiến lược ha. Thay vì em test cái con MA7000 với cặp 4103, nhưng mà thay đổi chiến lược là con E800. Sáng mai em đóng gửi cho khách ở Hà Nội, cho nên em sẽ test bộ này trước với con 4103 anh em nha. Đầu nguồn phát là con CDDB 510 anh em nha. B510 năm full shop ha. 75 triệu ha. Đấy, con này anh em có giá biết giá rồi. Đấy. Rất là ok. Rất là phê luôn anh em nha. Đây là Master 2022. Hàng xịn em nha. Đây phôi mã vạch này. Dìu nhau qua phong ba, anh có bước đôi chân chậm quá. Để rồi sắp gặp nhau mới biết em không đợi nữa. Trời lại thêm mùa đông cho tuyết than trên đầu non. Kỷ niệm giăng ngập đến nay trong mưa, anh hứng nốt những giọt cuối mùa. Mới biết em không đợi nữa, trời lại thêm mùa đông
cho tuyết than trên đầu non. Kỷ niệm răng ngập đêm nay trong mưa, anh hứng nốt những giọt cuối mùa. Về nhạc vàng trữ tình nhiều thì chúng ta sẽ chơi à, cô khoai. Anh em nào chơi bốc lửa chút xíu chúng ta chơi MA7000 anh em nha. Rồi chào anh em có nhu cầu sản phẩm còn lại alo cho em. MA7108 full shop anh em nha. Đấy. Rồi chào anh em, chào các bác.